Hóa ra đây mới là vô miễn dịch, một miếng có tới 17 loại axit amin, bổ can thận tinh, tăng cường miễn dịch, người huyết áp cao cũng ăn được. Quý vị thân mến, nếu muốn có sức khỏe tốt, hãy ăn nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này để cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Loài cá nước mặn có hàm lượng axit amin cao. Theo kết quả nghiên cứu 17 loại axit amin trong 5 loại nước mặn và 5 loại cá nước ngọt thông dụng trên thị trường của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, hàm lượng axit amin trong cá nước mặn cao hơn trong cá nước ngọt. Trong đó, cá nục cho hàm lượng axit amin cao nhất 20,74 g/100 g. Cá nục là một loại thực phẩm quen thuộc ở chợ Việt, có kích thước không lớn lắm, thường chỉ đạt tối đa khoảng 40 cm chiều dài, có hình dáng một chút tròn trịa và được trang bị 4 dây đều đặn, gồm 2 dây ở phía trên và 2 dây ở phía dưới. Mùa sinh sản của loài cá này thường diễn ra vào tháng 2 và tháng 5, nhưng tại Việt Nam, thời kỳ này thường xảy ra vào tháng 7, khi gió nóng thổi qua. Hiện nay, đã được xác định có tới 12 loại cá nục khác nhau trên toàn thế giới. Trong số này, ở Việt Nam, có khoảng 3 loại cá nục được phát hiện và phổ biến nhất là cá nục bông, cá nục sò và cá nục chuối. Cá nục không chỉ là nguyên liệu chính cho nhiều món ăn ngon mà còn được biết đến với lượng dinh dưỡng phong phú. Chúng có thể được chế biến thành các món như cá nục sốt, cá nục kho, cá nục chiên nước mắm, cá nục hấp, cá nục tươi sốt cà chua hay thậm chí là cá nục cuốn bánh tráng. Những lợi ích sức khỏe đáng kể. 1. Tăng cường hệ miễn dịch. Hàm lượng kẽm và vitamin C trong cá nục giúp tăng cường hệ miễn dịch của con người, bảo vệ cơ thể khỏi các tác động của virus và vi khuẩn. 2. Giảm nguy cơ béo phì. So với các loại thịt đỏ và da cầm, cá nục có hàm lượng chất béo và cholesterol thấp hơn. Điều này làm cho việc tiêu thụ cá nục thường xuyên trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho những người muốn duy trì cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh về béo phì, tiểu đường, huyết áp cao. 3. Sức khỏe tim mạch được cải thiện. Hàm lượng omega 3 và kali trong cá nục giúp cải thiện sức khỏe tim mạch một cách đáng kể. Điều này giúp cho sức khỏe trái tim của mỗi người mạnh mẽ hơn, duy trì nhịp tim ổn định và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. 4. Giảm lượng cholesterol. Việc tiêu thụ cá nục cung cấp omega 3 và omega 6 giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Những người thường xuyên sử dụng loại thực phẩm này có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh như cao huyết áp. Phụ nữ mang thai cũng giảm nguy cơ bị tiền sản giật. 5. Giảm thiểu chứng trầm cảm thai kỳ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ mang thai thường xuyên tiêu thụ cá nục có tỷ lệ mắc chứng trầm cảm thấp hơn. Việc này không chỉ giúp cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của thai nhi mà còn giúp cân bằng tinh thần và cảm xúc cho phụ nữ mang thai. Đề xuất duy trì việc tiêu thụ khoảng 1 đến 2 bữa cá nục mỗi tuần để đảm bảo sức khỏe toàn diện cho cả mẹ và bé. 6. Tăng cường phát triển não bộ của thai nhi. Quá trình hình thành não bộ và cơ quan nội tạng của thai nhi đòi hỏi sự cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như omega 3 và folate, hai chất này phong phú trong cá nục. Vì vậy, việc tiêu thụ cá nục thường được nhiều bà mẹ trong thời kỳ mang thai ưa chuộng để bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi. 7. Cải thiện sức khỏe xương và răng. Cá nục là nguồn cung cấp vitamin D và canxi đáng kể, giúp thúc đẩy quá trình phát triển xương và răng của thai nhi cũng như trẻ nhỏ. Đây cũng được xem là thực phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương cho phụ nữ mang thai một cách hiệu quả. Quý vị thân mến, các loại hải sản giàu canxi đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp canxi cho cơ thể, giúp con người tăng cường sức khỏe, tốt cho sự phát triển của xương và răng, hỗ trợ tăng chiều cao. Dưới đây chương trình sẽ giới thiệu 6 loại hải sản giàu canxi hàng đầu mà bạn có thể sử dụng. 1. Tôm. Tôm là một trong những loại hải sản giàu canxi hàng đầu mà bạn có thể lựa chọn để bổ sung cho cơ thể. Canxi có ở hầu hết mọi bộ phận của tôm, trong đó bao gồm cả vỏ. Theo ước tính, trong mỗi 100 g tôm đồng có chứa 1.120 mg canxi. Có rất nhiều cách để chế biến tôm,
bạn có thể lựa chọn cách chế biến hợp với khẩu vị mình nhất như hấp, chiên, cháo, xào thịt, xào rau, nấu canh. Ngoài canxi, trong tôm có chứa rất nhiều đạm, do đó có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể dù lượng thức ăn nạp vào không quá nhiều, từ đó mà bạn sẽ không bị ám ảnh bởi nỗi lo tăng cân. 2. Cua. Cua biển có chứa một hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao, thậm chí hàm lượng đạm trong cua biển còn cao hơn cả thịt lợn và cá. Trong cua biển có chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như canxi, omega 3, phốt pho, sắt, các loại vitamin A, B1, B2, T. Cua biển chứa nhiều canxi. Đây là loại thực phẩm có tác dụng hiệu quả trong việc bổ sung canxi cho cả người lớn lẫn trẻ em. Riêng đối với trẻ, cua biển có công dụng kích thích chiều cao phát triển, giúp cho xương của các bé chắc khỏe hơn. Hàm lượng canxi trong mỗi 100g khoảng 3.520mg canxi, cao gấp 3 lần so với tôm đồng. Đặc biệt, cua rất tốt cho phụ nữ mang thai khi vừa chứa nhiều canxi lại chứa nhiều folate. Trong đó, folate có vai trò quan trọng trong việc chống dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Chính vì lý do này mà cua biển trở thành một món ăn bổ dưỡng được nhiều mẹ bầu lựa chọn. 3. Cá hồi. Cá hồi được biết đến với công dụng nổi bật là cung cấp DHA cho các mẹ bầu, giúp cho não bộ của thai nhi phát triển khỏe mạnh. Cá hồi có thể được chế biến thành các món như gỏi, ruốc, kho, salad tùy theo khẩu vị mỗi người. Ngoài ra, trong cá hồi còn chứa nhiều đạm, axit amin, muối khoáng và các nguyên tố vi lượng, có tác dụng tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, lượng canxi dồi dào trong cá hồi có tác dụng lớn trong việc giúp trẻ phát triển chiều cao, tốt cho xương, giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Không chỉ đối với trẻ em mà cá hồi cũng là thực phẩm hữu ích để bổ sung canxi cho người lớn. 4. Hàu. Nếu bạn là một người yêu thích những món ăn từ hàu thì đó thực sự là một điều may mắn. Hàu mặc dù rất giàu chất dinh dưỡng nhưng lại chứa rất ít calo. Điều này rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng của nhiều người. Một số thành phần dinh dưỡng của hàu có thể kể đến như vitamin và khoáng chất B12, kẽm, selen, vitamin D, canxi, giàu protein, chứa các chất chống oxy hóa. Riêng với canxi trong hàu, loại khoáng chất này giúp xương và răng chắc khỏe, tốt cho sự phát triển toàn diện của cơ thể. Đối với phái mạnh, hàu là một loại thực phẩm cực kỳ hữu hiệu trong việc tăng cường sinh lý và chức năng sinh sản. 5. Ốc sò. Ốc sò là món ăn được rất nhiều người yêu thích vì việc chế biến khá đơn giản, vị ngon và lạ miệng, có giá trị dinh dưỡng cao. Hàm lượng canxi có trong ốc sò cũng rất lớn, giúp phát triển chiều cao một cách đáng kể, tốt cho sự phát triển của xương và răng. Có rất nhiều loại ốc khác nhau như ốc nhồi, ốc đá, ốc dặn. Hàm lượng canxi trong mỗi loại ốc là khác nhau nhưng nhìn chung đều khá dồi dào. Trung bình trong ốc có chứa 1.660mg canxi trong mỗi 100g ốc. 6. Mực. Hàm lượng dinh dưỡng trong mực rất cao, do đó mực là loại hải sản rất được ưa chuộng. Trong mực có chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B12, đồng, phốt pho, selen, kẽm. Canxi có trong mực có tác dụng hỗ trợ tăng chiều cao hiệu quả, là loại hải sản giàu canxi được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên bổ sung. Nhu cầu canxi của cơ thể con người ở mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi, mỗi tình trạng cơ thể khác nhau thì nhu cầu về canxi cũng có sự khác biệt. Thông thường, con người cần nhiều canxi nhất ở giai đoạn mang thai, cho con bú và trẻ em đang trong quá trình phát triển. Canxi là khoáng chất có vai trò quan trọng đối với cơ thể, chiếm khoảng 1,5-2% trọng lượng cơ thể. Canxi có nhiều ở xương và răng, móng và khoảng 1% có trong máu. Riêng đối với xương và răng, canxi là thành phần cấu tạo cơ bản và chiếm tỷ lệ lớn nhất, do đó hầu như con người luôn có nhu cầu về canxi trong mọi giai đoạn. Đối với trẻ em và người trưởng thành, nhu cầu canxi mỗi ngày cần khoảng 500mg. Đối với phụ nữ mang thai và đang trong thời kỳ cho con bú thì nhu cầu canxi tăng cao, lên đến 1200-1200mg ngày người.
Do đó, mỗi người cần chú ý đến tình trạng riêng của bản thân hay người thân mà có cách bổ sung canxi phù hợp. Trên đây là top 6 loại hải sản giàu canxi mà bạn có thể tham khảo để bổ sung cho bản thân và người thân trong gia đình. Ngoài ra, nếu nhận hàm lượng canxi có trong hải sản không đủ để đáp ứng nhu cầu cơ thể, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể, tránh tình trạng thiếu canxi gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Quý vị thân mến, cá biển là một trong những thực phẩm quen thuộc được nhiều người yêu thích. Dưới đây là các loại cá biển ngon được các chuyên gia khuyên nên mua khi đi chợ. Cá biển là thực phẩm tốt cho sức khỏe vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein và chất béo lành mạnh. Trong các loại cá thì cá biển chứa nhiều dinh dưỡng có lợi, đặc biệt là omega 3. Dưới đây là những lý do bạn nên thường xuyên ăn cá biển. Giúp não phát triển. Báo Thanh Niên dẫn nguồn một nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Epidemiology cho biết, bổ sung đủ DHA, loại omega 3 gần như chỉ tìm thấy trong cá, được cho là có thể giúp não và mắt của trẻ phát triển khỏe mạnh. Những thai phụ ăn nhiều cá, khoảng 2 đến 3 phần một tuần, thì trẻ sinh ra có khả năng nhận thức tốt hơn, giảm nguy cơ mắc tự kỷ. Thiếu hụt DHA trong thai kỳ và những tháng đầu đời cũng có liên kết với trí thông minh thấp hơn và thị lực kém hơn ở trẻ. Cải thiện tâm trạng tự nhiên. Những người trầm cảm, lo âu được phát hiện có lượng béo omega 3 trong cơ thể thấp. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy việc bổ sung omega 3 có thể giúp cải thiện các triệu chứng trầm cảm, trong đó có cả trầm cảm sau sinh. Chất xám. Những bằng chứng khoa học cho thấy những người ăn cá thường xuyên có tỷ lệ chất xám nhiều hơn. Chất xám chịu trách nhiệm liên kết trí nhớ và ra quyết định. Ăn cá thường xuyên cũng giúp duy trì khả năng hoạt động và sự minh mẫn của não bộ khi về già. Các loại cá biển tốt cho sức khỏe. Bác sĩ Trần Thị Bích Nga cho biết, trong các loại cá thì cá biển có nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, D, canxi, phốt pho, clo, natri, uớ, đồng, kẽm, iốt. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích, cá cơm chứa nhiều omega 3. 1. Cá hồi. Tất cả các loại cá hồi đều chứa béo omega 3 có lợi cho sức khỏe tim mạch. Loại cá này cũng là nguồn cung cấp vitamin D và canxi dồi dào. Nó cũng rất giàu magie, giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Cá hồi rất giàu protein và ít calo, do đó ăn cá hồi thường xuyên có thể giúp giảm cân lành mạnh. Cá hồi đánh bắt tự nhiên có xu hướng chứa nhiều omega 3 và vitamin hơn và ít chất béo bão hòa hơn. Tuy nhiên, cá hồi tự nhiên thường có số lượng ít nên cá hồi nuôi theo tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng tốt. 2. Cá cơm. Cá cơm là loài cá nhỏ, thân mảnh, sống gần các vùng ven biển. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng cá cơm rất giàu dinh dưỡng. Chúng chứa nhiều protein, khoáng chất và vitamin như A và D và là nguồn béo omega 3 chuỗi dài rất có lợi cho cơ thể. 3. Cá trích. Thịt cá trích rất mềm và rất giàu protein cũng như canxi tốt cho cơ bắp và hệ xương chắc khỏe. Ngoài béo omega 3, lượng vitamin A và vitamin D trong cá trích rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể. 4. Cá thu. Cá thu không chỉ giàu béo không bão hòa đơn và béo không bão hòa đa mà còn ít chất béo bão hòa. Do đó, ăn loại cá này giúp làm giảm nguy cơ biến chứng tim như đột quỵ, xơ giữa động mạch, đau tim và rối loạn nhịp tim. Nó cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm mỡ nội tạng. 5. Cá mòi. Cá mòi là loại cá nhiều béo omega 3, protein, canxi, magie, phốt pho, kẽm. Loại cá này còn chứa nhiều vitamin B12 tốt cho tim và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài canxi, chúng cũng có lượng lớn vitamin D rất cần thiết cho xương khỏe mạnh. Trên đây là các loại cá biển tốt cho sức khỏe bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé. Quý vị thân mến, sau đây chương trình xin giới thiệu mẹo phân biệt cá biển tươi đông lạnh và cá chết.
Đông lạnh là phương thức bảo quản cá vừa đánh bắt trong tủ đá để tích trữ được lâu, phục vụ cho việc vận chuyển, buôn bán. Cá trước khi được cho vào tủ đông còn tươi nguyên, do đó khác với loại cá đã chết trước khi chế biến. Thông thường, cá chết sau đó được ướp đông lạnh sẽ không được tươi bằng cá sống để đông lạnh, thậm chí cá có thể còn bị ương, gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Dưới đây là mẹo để phân biệt được cá biển tươi đông lạnh và cá biển chết đông lạnh. 1. Mắt cá. Cá tươi mắt sẽ lồi và trong suốt, giác mạc đàn hồi. Mắt cá ương sẽ lõm vào trong hốc, có màu đục và giác mạc mắt nhăn nheo, thậm chí rách nát. 2. Màng cá. Cá tươi có mang màu đỏ hồng, dính chặt với hoa khế, không nhớt, không có mùi hôi. Trong khi đó màng cá ương màu xám, không dính chặt với hoa khế, có nhớt, có mùi hôi. 3. Thịt cá. Đối với cá tươi đông lạnh thân cứng, thịt chắc, ấn vào có sự đàn hồi. Khi dùng tay ấn sâu vào thân cá, khi bỏ tay, vết lõm nổi lên ngay. Ngược lại, cá bị ương rồi mới để đông có thân mềm nhũn. Khi dùng ngón tay ấn sâu vào thân cá, bỏ tay ra ngay, vết lõm vẫn còn nguyên. Đặc biệt, đối với cá tươi, quan sát mặt cắt ngang của khúc cá, bạn sẽ thấy có ngấn xanh, có thể có màu sắc khác, thịt sát với xương, xương chắc chắn và có mùi tanh đặc biệt. Còn cá ương mặt cắt ngang không có tính co giãn, thịt lỏng lẻo, không dính chặt với xương. 4. Dãy cá. Nếu là cá tươi thì có dãy óng ánh, bám chặt với thân, không có niêm dịch, không có mùi hôi. Còn dây cá ương để đông lạnh thì sẽ bị mờ, không sáng óng ánh, dễ tróc khỏi thân cá, có mùi. 5. Bụng cá. Khi bạn ấn ngón tay vào thịt cá để thử, thịt cá tươi sẽ rắn chắc, đàn hồi, không hằn vết ấn. Quý vị thân mến, không chỉ có cá biển và hải sản, xương khớp rất mê ba loại thực phẩm này, càng chăm ăn, càng dẻo dai, sống thọ. Mời quý vị xem tiếp. Để xương khớp dẻo dai, khỏe mạnh, chúng ta cần bổ sung ba loại thực phẩm này thường xuyên. 1. Đậu nành. Cấu tạo của xương có đến 50% là protein. Muốn sửa chữa những tổn thương trên xương đòi hỏi phải có các chuỗi axit amin. Để canxi và vitamin D gắn lên xương thì cần có protein. Nguồn cung cấp dưỡng chất này dồi dào nhất chính là các sản phẩm từ đậu nành như đậu hũ, sữa đậu nành, tương đậu nành. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành khác còn có tác dụng hỗ trợ loãng xương ở người cao tuổi, cũng như ngăn ngừa nguy cơ loãng xương cho người trẻ. Bởi loại thực phẩm này chứa một lượng canxi vô cùng hữu ích cho xương khớp. Đây cũng là một trong những nguồn bổ sung canxi cần thiết ngoài các thực phẩm như tôm, cua. Giúp đa dạng hóa trong việc lựa chọn món ăn, đảm bảo cho người bị dị ứng hải sản hoặc ăn chay vẫn có thể bổ sung canxi mỗi ngày. 2. Sữa và các chế phẩm từ sữa. Sữa và các chế phẩm từ sữa là một trong những lựa chọn hàng đầu cho xương khớp. Sữa không chỉ chứa hàm lượng canxi và vitamin D cực dồi dào mà còn bổ sung collagen thủy phân giúp sụn tăng độ bền và tính dẻo dai. Chúng góp phần làm giảm các nguy cơ thoái hóa khớp gây viêm khớp. Ngoài các sản phẩm sữa động vật, sữa từ thực vật cũng là một lựa chọn cực kỳ hợp lý cho những ai đang mắc các vấn đề về xương. Trong đó, sữa hạt đang trở thành một lựa chọn phổ biến cho người trung niên khi nó mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng không chỉ là nguồn canxi tự nhiên mà còn là chất chống viêm và chống oxy hóa hiệu quả. Các chất này có khả năng giảm viêm và bảo vệ khớp khỏi sự tổn thương. Đồng thời, chúng còn hỗ trợ ngăn chặn sự hủy hoại tế bào do các gốc tự do, bảo vệ khớp và xương khỏi quá trình lão hóa. Đặc biệt những ai đang mắc các bệnh liên quan đến đường huyết thì sữa hạt là sự chọn cực kỳ tốt. Bởi chỉ số đường huyết của chúng cực thấp, các chất dinh dưỡng cũng vô cùng an toàn cho sức khỏe. 3. Các loại trái cây. Để cơ thể phát triển toàn diện, duy trì được khối lượng xương thì còn cần nhiều khoáng chất và chất vi lượng. Có thể kể đến là magie, phốt pho, vitamin D và vitamin K. Trái cây,
Rau quả chính là nguồn cung cấp dồi dào những chất dinh dưỡng này. Bên cạnh đó, trái cây còn chứa rất nhiều hợp chất có tác dụng chống oxy hóa, chất xơ, men kháng viêm và vitamin C giúp cho người bị gãy xương có thể nâng cao sức đề kháng. Các chất này còn có thể chống lại sự phát triển của viêm đa khớp và viêm khớp dạng thấp. Một số loại trái cây đặc biệt tốt cho xương khớp có thể kể đến: dâu tây, thành phần chứa trong trái dâu tây như canxi, kali, magie, kẽm là những vi chất quan trọng nhất có vai trò hỗ trợ phát triển hệ xương và đẩy lùi tình trạng loãng xương. Cam được đánh giá là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt nhất cho người bị gãy xương, bởi chúng có chứa rất nhiều vitamin C và canxi. Một quả cam cỡ vừa có thể bổ sung lên đến 26mg canxi. Do đó, ăn nhiều cam sẽ giúp tăng mật độ xương, củng cố cho sự chắc khỏe của hệ xương, kích thích quá trình tái tạo mô và liền xương hiệu quả. Chuối là nguồn bổ sung kali dồi dào. Đây là một thành phần dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe và hệ xương khớp. Chúng giúp giảm hàm lượng canxi cơ thể mất đi qua nước tiểu, từ đó ngăn ngừa được tình trạng thiếu hụt canxi, tăng tốc độ liền xương cũng như giảm nguy cơ loãng xương trong tương lai. Quý vị thân mến, sau đây là 8 bệnh cơ xương khớp thường gặp, bệnh quen thuộc với nhiều người. Xem qua mình có mắc những bệnh xương khớp này không nhé. 1. Thoái hóa khớp. Thoái hóa khớp là bệnh lý xương khớp xảy ra khi phần sụn khớp và xương dưới sụn ở khớp bị tổn thương, dẫn đến các phản ứng viêm và tình trạng tràn dịch khớp. Nguyên nhân phổ biến của thoái hóa khớp là tuổi tác và một số yếu tố khác như di truyền, tình trạng béo phì. Chấn thương xảy ra thường xuyên tại khớp, tai nạn thể thao, tai nạn lao động, các bệnh lý khớp viêm như viêm khớp dạng thấp, gút hay nhiễm trùng khớp. Người bệnh thoái hóa khớp sẽ xuất hiện những triệu chứng bao gồm: 2. Khớp bị ảnh hưởng. Thoái hóa khớp thường ảnh hưởng nhiều đến các khớp chịu lực hoặc hoạt động nhiều của cơ thể như khớp gối, cột sống thắt lưng, cột sống cổ và các khớp ở bàn tay. Đau khớp. Các khớp bị thoái hóa thường xuất hiện những cơn đau khớp âm ỉ, đau gối, cột sống thắt lưng, cột sống cổ, khớp bàn tay. Các cơn đau thường gia tăng khi vận động như leo cầu thang, ngồi xổm với khớp gối, cúi ngửa đối với cột sống cổ, cúi lưng, bưng giác đồ đối với cột sống thắt lưng, và cơn đau thường giảm khi nghỉ ngơi. Đau có xu hướng nhiều vào ban ngày hơn ban đêm. Trong giai đoạn sớm, người bệnh thường không nhiều. Tuy nhiên khi bệnh tiến triển nặng, cơn đau có xu hướng kéo dài với cường độ đau dữ dội hơn. Cứng khớp. Triệu chứng này thường xuất hiện vào buổi sáng sau khi thức dậy. Người bệnh có cảm giác đau, khó cử động các khớp bị thoái hóa. Thời gian các khớp bị cứng thường kéo dài nhỏ hơn 30 phút. Sau đó khớp bị thoái hóa sẽ dần dần giảm cứng và cử động bình thường trở lại. Lạo xạo khi cử động khớp. Các khớp bị thoái hóa sẽ có hiện tượng giảm chất nhờn trong khớp. Chất nhờn này có nhiệm vụ bôi trơn, giảm ma sát giữa hai đầu xương khi cử động khớp. Do đó, khớp bị thoái hóa sẽ có hiện tượng lụt khụp, lạo xạo khi cử động khớp, đặc biệt ở vị trí khớp gối khi leo cầu thang hoặc ngồi xổm. Biến dạng khớp. Trong giai đoạn muộn của thoái hóa khớp, khi lớp sụn của khớp hầu như không còn sẽ làm cho hai đầu xương chạm vào nhau khi cử động. Chính điều này làm cho khớp lâu ngày bị biến dạng. Ngoài ra, tình trạng biến dạng khớp cũng có thể một phần do hiện tượng teo các cơ xung quanh khớp bị thoái hóa. Biến dạng khớp gối làm cho hai chân bệnh nhân không được thẳng có thể gây biến dạng chân dòng kiềng hoặc biến dạng chân hình chữ X. Một số biến dạng xương ở bàn tay như các khớp bàn bị lệch trục, xuất hiện các khối nhô lên ở bàn tay, đặc biệt ở các ngón tay. Tầm vận động suy giảm. Những hoạt động hàng ngày của người bệnh bị hạn chế như khó leo cầu thang, khó ngồi xổm, hạn chế quay cổ ra sau, cúi đầu sát đất. 2. Thoát vị đĩa đệm cột sống. Đây là bệnh lý gây ra do tình trạng lớp nhân nhầy ở đĩa đệm tràn ra bên ngoài, chèn ép lên các dây thần kinh, gây ra bệnh rễ thần kinh. Thoát vị đĩa đệm cột sống xảy ra cả ở người cao tuổi và ở người trẻ tuổi. Những yếu tố nguy cơ của bệnh bao gồm lão hóa,
yếu tố sinh hoạt đặc biệt công việc ngồi lâu, bưng vác đồ nặng và tình trạng thừa cân béo phì. Thoát vị đĩa đệm cuộc sống thường xảy ra nhất ở vùng đốt sống chịu lực và cử động nhiều, do đó thoát vị thường xảy ra vùng cuộc sống thắt lưng và vùng cuộc sống cổ. Người bệnh thường có triệu chứng đau âm ỉ vùng lưng dưới hoặc vùng cổ, tăng khi vận động, đặc biệt các động tác như cúi người, bưng đồ nặng, khi đứng hoặc ngồi lâu hoặc động tác cử động cổ nhiều. Bệnh thường sẽ kèm theo các triệu chứng chèn ép rễ thần kinh như đau lan xuống vùng mông, đùi, bắp chân, thậm chí là lan xuống bàn chân đối với thoát vị đĩa đệm cuộc sống thắt lưng và đau lan xuống vùng vai, cánh tay, cẳng tay, bàn tay đối với thoát vị đĩa đệm cuộc sống cổ. Ngoài ra người bệnh thường có cảm giác tê bì, châm chích. Tình trạng thoát vị đĩa đệm nặng có thể gây chèn ép tủy sống, một thành phần quan trọng của hệ thần kinh trung ương của con người. Tình trạng chèn ép tủy sống gây ra các triệu chứng nguy hiểm cần phải được phẫu thuật cấp cứu như yếu liệt hai chân, mất cảm giác hai chân và rối loạn đi tiểu và đi tiểu. Khi có những dấu hiệu này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm. 3. Đau thần kinh tọa. Đây là tình trạng cơn đau lan từ vùng mông xuống dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Những nguyên nhân gây đau thần kinh tọa gồm: thoát vị đĩa đệm, đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Khối lồi ra phía sau của đĩa đệm gây chèn ép lên dây thần kinh tọa, khiến người bệnh đau nhất. Thoái hóa cột sống thắt lưng, tình trạng thoái hóa làm hình thành gai xương, xâm lấn vào lỗ liên hợp cột sống. Đây là vị trí dây thần kinh tọa đi ra khỏi cột sống. Gai xương đủ lớn có thể tác động đến dây thần kinh tọa, gây đau. Một số trường hợp thoái hóa làm hẹp ống sống cũng có thể gây đau. Trượt đốt sống, tình trạng trượt đốt sống làm hẹp lỗ liên hợp cột sống, tác động đến thần kinh tọa, khiến người bệnh đau nhất. Một số nguyên nhân khác gây đau thần kinh tọa là chấn thương, viêm. 4. Viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp là một bệnh xương khớp viêm nhiều khớp và có thể ảnh hưởng lên các cơ quan ngoài khớp. Bệnh thường xảy ra ở nữ giới hơn nam giới và độ tuổi thường mắc bệnh là tuổi trung niên. Triệu chứng bệnh thường gặp nhất là sưng, nóng, đau và hạn chế vận động các khớp ở bàn tay, thường đối xứng hai bên. Người bệnh đau liên tục ban ngày lẫn ban đêm. Ngoài ra, người bệnh thường có cứng khớp buổi sáng với thời gian kéo dài lớn hơn 30 phút. Khi bệnh kéo dài và tiến triển nặng, người bệnh sẽ bị biến dạng khớp ở bàn tay. Điển hình trong viêm khớp dạng thấp làm người bệnh hạn chế vận động và sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, trong giai đoạn trễ, viêm khớp dạng thấp có thể biểu hiện những triệu chứng ngoài khớp như xuất hiện các nốt dưới da, khô mắt, khô miệng, ảnh hưởng lên tim, phổi và có thể đe dọa tính mạng người bệnh. 5. Bệnh gút. Bệnh gút xảy ra khi có sự rối loạn chuyển hóa nhân purin trong cơ thể, từ đó làm gia tăng nồng độ axit uric trong máu. Axit uric được hình thành trong cơ thể, được đào thải qua nước tiểu và phân. Có nhiều nguyên nhân gây tăng axit uric trong máu như ăn quá nhiều thực phẩm có chứa purin, nội tạng động vật, thịt bò, thịt dê, thịt cừu, hải sản. Giảm thải axit uric ra khỏi cơ thể, suy thận, rối loạn di truyền. Khi nồng độ axit uric trong nước tiểu tăng cao và kéo dài, sẽ dẫn đến hình thành và lắng đọng của tinh thể urat ở các cơ quan khác nhau trong cơ thể như khớp, da, tim, thận. Các tinh thể urat lắng đọng tại khớp gây ra các đợt viêm khớp đột ngột với biểu hiện sưng, nóng, đỏ và đau dữ dội các khớp trong vài ngày sau đó tự khỏi. Các khớp thường bị ảnh hưởng trong bệnh gút là khớp bàn ngón chân, khớp cổ chân hay khớp gối. Khi bệnh tiến triển, các cơn đau sẽ thường xuyên hơn, kéo dài hơn, ảnh hưởng nhiều khớp khác như khớp ở bàn tay, khớp khuỷu tay, khớp vai. Nếu không được điều trị đúng, bệnh gút sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề như biến dạng và phá hủy các khớp, gây tàn phế, gây tình trạng suy tim và suy thận. 6. Viêm điểm bám gân. Viêm gân và viêm điểm bám gân là bệnh lý thường gặp trong bệnh cơ xương khớp. Có rất nhiều gân trong cơ thể con người và chúng đều có thể bị viêm. Tuy nhiên,
một số gân và điểm bám gân được ghi nhận hay xảy ra viêm trong thực hành lâm sàng như viêm cân gan chân, viêm gân ở lòng bàn chân, viêm gân gót, viêm gân cơ chân ngỗng, gân cơ phía dưới gối, viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài và lồi cầu trong xương cánh tay, viêm gân cơ chóp xoay. Tùy thuộc vào mỗi vị trí bị ảnh hưởng sẽ đau và hạn chế vận động ở những vị trí khác nhau như đau vùng gót chân, đau vùng gối, đau vùng cánh tay, đau vùng vai. Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh lý viêm gân và viêm điểm bám gân như tình trạng lặp đi lặp lại các động tác khiến gân phải làm việc quá mức hay tình trạng viêm trong máu ảnh hưởng đến các gân. Các bệnh lý viêm hệ thống như viêm khớp dạng thấp, viêm khớp cột sống. 7. Loãng xương. Loãng xương là tình trạng xảy ra do giảm khối lượng và chất lượng của xương, làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương dù chỉ với chấn thương nhẹ. Tình trạng loãng xương thường xảy ra ở người lớn tuổi, phụ nữ sau mãn kinh, những người suy dinh dưỡng, sử dụng corticoid kéo dài. Bệnh có thể diễn biến âm thầm, không có triệu chứng lâm sàng đặc trưng. Người bệnh thường chỉ phát hiện bệnh khi có biến chứng như gãy xương hoặc biến dạng vùng cột sống, gù, dẹo, giảm chiều cao. Gãy xương là biến chứng nguy hiểm nhất của loãng xương và nguy cơ càng gia tăng khi tình trạng loãng xương càng nặng. Bệnh nhân loãng xương thường gây gãy xẹp các đốt sống chịu lực của cơ thể như đốt sống L1, T12 hoặc gãy cổ xương đùi. Có thể xảy ra đột ngột hoặc từ từ sau một chấn thương nhẹ như té ngồi từ trên ghế, giỏng hoặc thậm chí xảy ra khi không có chấn thương. Gãy xương do loãng xương có thể gây ra tình trạng chèn ép tủy sống làm bệnh nhân bị yếu liệt, mất cảm giảm hai chân, rối loạn đi tiêu, đi tiểu và cần nhập viện cấp cứu. 8. Bệnh cơ xương khớp do chấn thương. Tai nạn trong luyện tập thể dục thể thao, vận động, di chuyển hàng ngày có thể tác động tới hệ cơ xương khớp, gây đau nhức. Chấn thương có thể gây biểu hiện nhẹ như đau không đặc hiệu do căng cơ đến những biểu hiện nghiêm trọng như dập cơ, bong gân hoặc đứt gân, đứt dây chằng hoặc gãy xương. Gãy xương do chấn thương có thể gây nguy hiểm đến tính mạng như tổn thương mạch máu làm mất máu nhiều hoặc chèn ép tủy sống. Những trường hợp này cần phải nhập viện và can thiệp điều trị tích cực. Ngoài ra, bong gân cũng có thể gây đau nhức. Tình trạng này thường xảy ra sau một tác động mạnh nhưng không gây trật khớp hay gãy xương. Bong gân dễ dẫn tới giãn dây chằng hay rách dây chằng, thường xảy ra do vận động quá sức hay sai tư thế khi sinh hoạt, làm việc, chơi thể thao. Quý vị thân mến, quý vị vừa xem xong nội dung trên kênh Sức Khỏe Cổ Xưa, mời quý vị xem tiếp nội dung khác ngay sau đây. Người có đề kháng mạnh thường có 10 đặc điểm, nếu bạn có thể đạt được 6 cái thì xin chúc mừng. Xin chào quý vị. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể chống lại các bệnh tật mà còn là chìa khóa để duy trì một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc. Trong cuộc sống ngày nay, nơi mà căng thẳng, ô nhiễm và lối sống không lành mạnh trở nên phổ biến, việc xây dựng và duy trì một hệ miễn dịch mạnh mẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người có đề kháng mạnh thường sở hữu một số đặc điểm nhất định. Video này sẽ điểm qua 10 đặc điểm chính mà người sở hữu một hệ miễn dịch khỏe mạnh thường có. Nếu bạn nhận ra mình có ít nhất 6 trong số các đặc điểm này, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang trên con đường đúng đắn để duy trì một sức khỏe tốt và một hệ miễn dịch mạnh mẽ. Từ đó xem chúng ta có thể làm gì để cải thiện hoặc duy trì chúng. Đầu tiên, những người có khả năng miễn dịch mạnh sẽ ít bị cảm lạnh hơn. Nhiều người thường đến bệnh viện hỏi bác sĩ, tôi hay bị cảm lạnh. Có loại thuốc nào có thể phòng ngừa được không? Bác sĩ sẽ nói không có thuốc đặc trị, chỉ cần tăng cường miễn dịch là thuốc đặc hiệu tốt nhất. Thật vậy, khi khả năng miễn dịch của bạn tăng lên, những loại virus này sẽ bị chặn lại bởi khả năng miễn dịch mạnh mẽ của bạn và bạn sẽ tự nhiên không còn bị cảm lạnh thường xuyên nữa. Thứ hai, những người có khả năng miễn dịch mạnh thường có nhiều năng lượng và thể lực hơn. Một người trông có vẻ bơ phờ, năng lượng và thể lực thấp chắc chắn sẽ không có khả năng miễn dịch tốt. Người có khả năng miễn dịch mạnh thường có nhiều năng lượng và thể lực tốt hơn hẳn.
Khả năng miễn dịch rất quan trọng đối với cơ thể con người. Nó có thể kịp thời sửa chữa những khuyết điểm của cơ thể con người. Khả năng miễn dịch giống như một tuyến phòng thủ vững chắc, luôn giữ cho con người ở trạng thái tốt nhất. Thứ ba, những người có khả năng miễn dịch mạnh thường có thể hồi phục nhanh chóng ngay cả khi họ bị bệnh. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Dù sức khỏe có tốt đến mấy cũng không thể sống cả đời mà không mắc bệnh. Tuy nhiên, những người có khả năng miễn dịch tốt không sợ mắc bệnh, vì nếu mắc bệnh, họ thường có thể hồi phục nhanh chóng. Ví dụ, một số người bị nhiễm virus COVID không có triệu chứng gì cả, khả năng miễn dịch tốt và khỏi bệnh nhanh hơn. Còn những người có khả năng miễn dịch kém lại lâu khỏi hơn, bệnh có thể để lại di chứng kéo dài tới 1.5 năm. Thứ tư, những người có khả năng miễn dịch mạnh thường ít bị đau bụng và tiêu chảy. Một số người có khả năng miễn dịch rất kém, sau khi ăn một chút thức ăn không hợp sẽ bị đau bụng và tiêu chảy. Họ không biết rằng 70% globulin miễn dịch IgA của cơ thể con người nằm trong ruột. Với khả năng miễn dịch tốt, nó có thể giết chết vi khuẩn gây bệnh khi vào đường tiêu hóa, từ đó làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường ruột. Thứ năm, những người có khả năng miễn dịch tốt thường có hệ tiết niệu tốt. Đi tiểu nhiều, tiểu gấp, tiểu buốt rất có thể là do nhiễm trùng đường tiết niệu. Đây là một bệnh nhiễm trùng dễ bị bỏ qua nhưng tỷ lệ mắc bệnh rất cao. Một khi nhiễm trùng đường tiết niệu xảy ra, nếu không được xử lý nghiêm túc, nhiễm trùng sẽ di chuyển ngược lên thận, gây ra tình trạng nặng hơn. Thứ sáu, những người có khả năng miễn dịch mạnh thường có khả năng tập luyện tốt hơn. Người có khả năng miễn dịch mạnh thường có khả năng vận động mạnh. Luyện tập và miễn dịch luôn có mối quan hệ mật thiết và bổ sung cho nhau. Nếu khả năng vận động suy giảm, cơ thể ốm yếu thì khả năng miễn dịch cũng không khá hơn là mấy. Thứ bảy, những người có khả năng miễn dịch mạnh thường ăn uống ngon miệng. Nếu khả năng miễn dịch của một người giảm, sự thèm ăn của anh ta cũng sẽ giảm. Nếu khả năng miễn dịch của một người tốt thì cảm giác thèm ăn của người đó cũng sẽ tốt. Khả năng miễn dịch có quan hệ mật thiết với cảm giác thèm ăn. Người ăn ngon và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng đương nhiên sẽ có khả năng miễn dịch tốt hơn. Thứ 8, những người có khả năng miễn dịch mạnh thường có hệ hô hấp ổn định. Cơ quan nội tạng nào trong cơ thể con người có mối liên hệ chặt chẽ nhất với thế giới bên ngoài? Đó là phổi. Chúng ta hít thở không khí mọi lúc, mọi loại vi sinh vật trong không khí đều đi qua phổi. Do đó, nếu hệ hô hấp không ổn định và khả năng miễn dịch không mạnh, hệ hô hấp rất dễ tiếp xúc với môi trường nguy hiểm bên trong. Thứ 9, người có sức đề kháng tốt thường ngủ ngon. Khả năng miễn dịch có quan hệ mật thiết với giấc ngủ. Người có khả năng miễn dịch tốt sẽ ít mắc bệnh và tự nhiên ngủ ngon hơn. Người ngủ ngon sẽ hồi phục cơ thể, lấy lại thể lực, tự nhiên có khả năng miễn dịch tốt hơn. Thứ 10, những người có khả năng miễn dịch mạnh thường có hiệu quả công việc tốt hơn. Khả năng miễn dịch của bạn mạnh hay không phụ thuộc vào hiệu quả công việc của bạn. Người có khả năng miễn dịch mạnh có xu hướng phản ứng nhanh hơn và suy nghĩ nhanh chóng nên hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, đối với con người, khả năng miễn dịch là rất quan trọng. Nếu không có khả năng miễn dịch tốt, cơ thể chúng ta sẽ dễ dàng bị gây hại bởi nhiều mối nguy hiểm từ môi trường. Nếu không có khả năng miễn dịch tốt, chúng ta không thể chống lại các mối đe dọa bên ngoài hoặc giải quyết các khủng hoảng bên trong. Khả năng miễn dịch tốt không chỉ có thể loại bỏ kịp thời các tế bào lão hóa trong cơ thể mà còn có thể xác định kịp thời các tế bào bị đột biến, từ đó ngăn ngừa một căn bệnh khủng khiếp. Nếu khả năng miễn dịch tiếp tục suy giảm vì lý do nào đó và cơ thể không có hàng rào phòng thủ thì việc bạn phát triển ung thư chỉ còn là vấn đề thời gian. Và đương nhiên cách nhận biết hệ miễn dịch yếu kém cũng không quá khó khăn. Nếu có những dấu hiệu như chúng tôi sẽ nhắc đến ngay sau đây, có thể cảnh báo sức đề kháng của bạn đang bị suy giảm. 1. Luôn luôn thấy mệt mỏi. Bạn luôn cảm thấy mệt mỏi bất kể bạn đang ngủ bao nhiêu giờ hay uống bao nhiêu ly cà phê. Bạn luôn cảm thấy thiếu năng lượng cho công việc của mình hàng ngày.
Đây là một dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh, trong đó có hệ miễn dịch của cơ thể bạn đang gặp trục trặc. Bạn cần tìm nguyên nhân để nâng cao hệ miễn dịch trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát như hiện nay. 2. Gần đây hay mắc bệnh. Một cảnh báo cần đặt ra cho thấy bạn có hệ thống miễn dịch yếu là thời gian gần đây bạn hay mắc bệnh. Một số bệnh thông thường như cảm mạo, cảm cúm, ho hay đau nhức cơ thể. Đây là các dấu hiệu dễ dàng nhận thấy nhất. Chỉ cần tiếp xúc với một người mắc cảm cúm, bạn dễ dàng lây bệnh ngay. Cần củng cố sức khỏe và tăng cường sức đề kháng bằng dinh dưỡng và chế độ tập luyện thể dục thể thao phù hợp. 3. Hay bị dị ứng. Các phản ứng như ngứa, chảy nước mắt, không dung nạp và dị ứng thực phẩm hay kích ứng và ngứa da cũng là một trong những chỉ điểm báo hiệu hệ miễn dịch của bạn đang có vấn đề. Bạn cần củng cố hệ miễn dịch để phòng chống lây nhiễm bệnh. 4. Mất nhiều thời gian để chữa lành bệnh. Mất nhiều thời gian để chữa lành bệnh, bạn lâu hồi phục cơ thể sau khi bị cảm lạnh hoặc cúm. Đây là một dấu hiệu của hệ thống miễn dịch suy yếu. Bạn cần tăng cường chế độ dinh dưỡng hợp lý và tập luyện đều đặn để củng cố hệ miễn dịch của cơ thể. 5. Gặp rắc rối về hệ tiêu hóa. Các vi khuẩn trong đường tiêu hóa có thể đóng một vai trò lớn trong hệ miễn dịch và ngược lại. Đường ruột không khỏe thường gây ra các tình trạng sức khỏe suy yếu, đầy hơi, chuột rút, tiêu chảy, táo bón và các triệu chứng tiêu hóa khác là các dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa của bạn không khỏe, làm suy yếu hệ miễn dịch. 6. Hay bị đau khớp. Đau khớp là triệu chứng của nhiều rối loạn sức khỏe khác nhau. Triệu chứng này cũng có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy triệu chứng này hay xuất hiện trong thời gian gần đây, cẩn thận hệ miễn dịch của bạn đang bị suy yếu đấy. Cần cảnh giác và có các biện pháp nâng cao sức đề kháng để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh. 7. Dễ bị stress. Stress sẽ khó tác động lên bạn nếu bạn giàu năng lượng và sức đề kháng cơ thể mạnh mẽ. Nhưng nếu bạn có khả năng miễn dịch thấp, bạn dễ rơi vào trạng thái stress. Dấu hiệu này bạn rất dễ so sánh so với trước đây. 8. Da trở nên sạm và khô hơn. Do tình trạng suy giảm hệ miễn dịch, cơ thể bạn sẽ bài tiết chậm chạp dẫn đến tích tụ chất độc trong cơ thể và trên da. Do đó, khi làn da trở nên sạm đen hay thô ráp, đừng coi thường mà hãy chú ý đến những nguyên nhân tiềm ẩn. 9. Mắt trở nên nhìn mờ và dễ mỏi. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Anh cho biết, thị lực cũng phản ánh phần nào hoạt động hệ miễn dịch của bạn. Khi hệ miễn dịch hoạt động không hiệu quả cũng sẽ góp phần cho mắt dễ mỏi và nhìn mờ hơn. Tốt nhất bạn nên trao đổi với bác sĩ để xác định chính xác nguyên nhân và loại trừ các bệnh lý về mắt. Khi đã có các dấu hiệu cảnh báo sức khỏe xuống dốc, bạn phải lập tức tập trung bổ sung và cân đối các thực phẩm lành mạnh, điều trị các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, thường xuyên tập thể dục, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Những việc làm vừa nêu có thể giúp bạn phục hồi và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vậy cách để cải thiện hệ miễn dịch là gì? Thưa quý vị, mặc dù việc tăng cường khả năng miễn dịch nói dễ hơn làm, nhưng một số thay đổi trong chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể tăng cường khả năng phòng thủ tự nhiên của cơ thể, giúp bạn chống lại các mầm bệnh có hại hoặc các sinh vật gây bệnh. Sau đây là một số cách tăng cường khả năng miễn dịch của bạn một cách tự nhiên. 1. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ có mối ràng buộc chặt chẽ với khả năng miễn dịch. Thực tế cho thấy, ngủ không đủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến việc bạn dễ bị ốm hơn. Trong một nghiên cứu thực hiện trên 164 người trưởng thành khỏe mạnh cho thấy những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có nhiều khả năng bị cảm lạnh hơn những người ngủ nhiều hơn 6 giờ trở lên mỗi đêm. Ngủ đủ giấc có thể tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của bạn. Ngoài ra, khi bị ốm bạn có thể ngủ nhiều hơn để cho phép hệ thống miễn dịch của bạn chống lại bệnh tật tốt hơn. Người lớn nên đặt mục tiêu ngủ từ 7 giờ trở lên trong mỗi đêm,
còn thanh thiếu niên cần ngủ từ 8 đến 10 giờ một phút đêm và trẻ nhỏ hơn và trẻ sơ sinh lên đến 14 giờ một phút ngày. Nếu bạn khó ngủ, hãy thử hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử trong một giờ trước khi đi ngủ, vì ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, TV hay máy tính có thể làm ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học hoặc chu kỳ thức ngủ tự nhiên của cơ thể bạn. Các mẹo để giúp bạn có một giấc ngủ ngon khác bao gồm: ngủ trong phòng tối hoàn toàn hoặc sử dụng tấm che mắt khi ngủ, đi ngủ vào cùng một giờ mỗi đêm, tập thể dục thường xuyên, cách nào cải thiện hệ miễn dịch. Ngủ đủ giấc có thể tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của bạn. 2. Ăn nhiều thực phẩm thực vật hơn. Thực phẩm thực vật như trái cây, rau, quả hạch, hạt và các loại đậu rất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có thể giúp bạn chống lại các mầm bệnh. Các chất chống oxy hóa trong những thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật giúp giảm viêm bằng cách chống lại các gốc tự do. Khi các hợp chất này tích tụ trong cơ thể ở mức độ cao có thể gây viêm. Chất xơ trong các loại thực phẩm thực vật cung cấp dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật đường ruột của bạn. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có thể giúp cải thiện khả năng miễn dịch của bạn và giúp ngăn chặn các mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa đồng thời. Trái cây và rau quả rất giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C có thể tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. 3. Ăn nhiều chất béo lành mạnh hơn. Chất béo lành mạnh như chất béo có trong dầu ô liu và cá hồi có thể giúp tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể bạn đối với các tác nhân gây bệnh bằng cách giảm viêm. Mặc dù phản ứng viêm mức độ thấp là một phản ứng bình thường đối với chấn thương, nhưng các tình trạng viêm mãn tính có thể ngăn chặn hệ thống miễn dịch của bạn. Dầu ô liu có khả năng chống viêm cao. Nó có mối liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và bệnh tiểu đường type 2. Đồng thời, đặc tính chống viêm của nó có thể giúp cơ thể bạn chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh có hại. Chẳng hạn như axit béo omega 3 là axit béo trong cá hồi và hạt chia cũng có tác dụng chống lại chứng viêm. 4. Ăn nhiều thực phẩm lên men hoặc uống bổ sung probiotic. Các loại thực phẩm lên men rất giàu các loại vi khuẩn có lợi được gọi là men vi sinh. Chúng sinh sống trong đường tiêu hóa của bạn. Các loại thực phẩm lên men bao gồm sữa chua, dưa cải bắp, kim chi, kefir và natto. Nghiên cứu cho thấy một hệ vi khuẩn đường ruột phát triển mạnh mẽ có thể giúp các tế bào miễn dịch của bạn nhận biết tốt hơn các sinh vật xâm nhập có hại với cơ thể. Trong một nghiên cứu kéo dài 3 tháng ở 126 trẻ em, những đứa trẻ chỉ dùng 2,4 ounce, 70ml, sữa lên men hàng ngày có ít bệnh truyền nhiễm ở trẻ em hơn khoảng 20% so với nhóm không dùng sữa lên men. Nếu bạn không thường xuyên sử dụng thực phẩm lên men, thì thực phẩm bổ sung probiotic là một lựa chọn khác. Trong một nghiên cứu kéo dài 28 ngày tiến hành trên 152 người bị nhiễm virus rhinovirus cho thấy, những người bổ sung probiotic Bifidobacterium animalis có phản ứng miễn dịch mạnh hơn và mức độ virus trong chất nhầy mũi thấp hơn so với nhóm không sử dụng. 5. Hạn chế đường bổ sung. Nghiên cứu mới nổi cho thấy rằng đường bổ sung và các bích tinh chế có thể góp phần vào việc gây thừa cân và béo phì. Mà tình trạng béo phì cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh của bạn. Theo một nghiên cứu quan sát khoảng 1.000 người cho thấy những người bị béo phì được tiêm vaccine cúm vẫn có nguy cơ mắc bệnh cúm cao hơn gấp đôi so với những người đã được tiêm vaccine nhưng không bị béo phì. Việc hạn chế lượng đường đưa vào cơ thể có thể làm giảm viêm nhiễm và hỗ trợ giảm cân, do đó giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và bệnh tiểu đường type 2. Do béo phì, bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim đều có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn. Vì vậy, việc hạn chế đường bổ sung là một phần quan trọng của chế độ ăn uống nhằm tăng cường miễn dịch. Bạn nên cố gắng hạn chế lượng đường ăn vào dưới 5% lượng calo hàng ngày. Con số này tương đương với khoảng 2 muỗng canh, 25g đường cho một người ăn kiêng 2.000 calo. 6. Tập thể dục vừa phải.
Mặc dù tập thể dục với cường độ cao và kéo dài có thể ức chế hệ thống miễn dịch của bạn, nhưng việc tập thể dục vừa phải có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả khi chỉ có một buổi tập thể dục vừa phải cũng có thể tăng hiệu quả của giáp sinh ở những người có hệ miễn dịch bị suy giảm. Hơn nữa, việc tập thể dục thường xuyên với cường độ vừa phải có thể làm giảm viêm và giúp cho các tế bào miễn dịch của bạn được tái tạo thường xuyên. Các hình thức tập thể dục vừa phải bao gồm đi bộ nhanh, đi xe đạp, chạy bộ, bơi lội và đi bộ đường dài nhẹ. Hầu hết mọi người nên đặt mục tiêu ít nhất 150 phút tập thể dục vừa phải mỗi tuần. 7. Giữ đủ nước. Hydrat quá không nhất thiết bảo vệ bạn khỏi vi trùng và virus, nhưng ngăn ngừa mất nước là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Mất nước có thể khiến bạn bị đau đầu và cản trở hoạt động thể chất, giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến tâm trạng, khả năng tiêu hóa cũng như chức năng tim và thận của bạn. Những điều này có thể làm tăng khả năng mắc bệnh của bạn. Để ngăn ngừa tình trạng mất nước, bạn nên uống đủ nước hàng ngày. Các chuyên gia khuyên dùng nước vì nó không chứa calo, chất phụ gia và đường. Trong khi đó, trà và nước trái cây cũng có tác dụng cung cấp nước, nhưng tốt nhất bạn vẫn nên hạn chế uống nước trái cây và trà ngọt vì chúng có hàm lượng đường cao. Bạn nên uống nước khi cảm thấy khát và dừng lại khi không còn thấy khát nữa. Bạn có thể cần nhiều nước hơn nếu bạn tập thể dục cường độ cao, khi làm việc ngoài trời hoặc ở trong môi trường nóng bức. Điều quan trọng cần lưu ý đó là người lớn tuổi bắt đầu mất cảm giác thèm uống vì cơ thể họ không báo hiệu cơn khát một cách đầy đủ. Vì vậy, người lớn tuổi cần uống nước thường xuyên ngay cả khi họ không cảm thấy khát. 8. Giảm căng thẳng. Giảm căng thẳng và giảm lo lắng là chìa khóa để có một sức khỏe tốt. Căng thẳng kéo dài sẽ thúc đẩy tình trạng viêm, cũng như làm mất chức năng tế bào miễn dịch. Đặc biệt, căng thẳng tâm lý kéo dài có thể gây ức chế phản ứng miễn dịch ở trẻ. Các hoạt động có thể giúp bạn kiểm soát căng thẳng bao gồm thiền, tập thể dục, viết nhật ký, yoga và các phương pháp thực hành chánh niệm khác. Bạn cũng có thể được hưởng lợi từ việc gặp một cố vấn hoặc nhà trị liệu tâm lý, dù là trực tiếp hay gián tiếp. 9. Bổ sung chất. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất bổ sung sau đây có thể tăng cường phản ứng miễn dịch chung của cơ thể bạn. Vitamin C. Theo một đánh giá trên 11.000 người, uống 1.000 đến 2.000mg vitamin C mỗi ngày làm giảm 8% thời gian bị cảm lạnh ở người lớn và 14% ở trẻ em. Tuy nhiên, việc bổ sung không ngăn được cảm lạnh khi nó đã bắt đầu. Vitamin D. Thiếu vitamin D có thể làm tăng khả năng mắc bệnh, vì vậy việc bổ sung có thể làm mất tác dụng này. Tuy nhiên, bổ sung vitamin D khi bạn đã có đủ hàm lượng dường như không cung cấp thêm lợi ích. Kẽm, trong một đánh giá ở 575 người bị cảm lạnh thông thường, việc bổ sung hơn 75mg kẽm mỗi ngày làm giảm 33% thời gian bị cảm lạnh. Cây cơm cháy, một đánh giá nhỏ cho thấy rằng cây cơm cháy có thể làm giảm các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp trên do virus gây ra, nhưng cần phải nghiên cứu thêm. Tỏi, một nghiên cứu kéo dài 12 tuần trên 146 người cho thấy việc bổ sung tỏi giúp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh cảm lạnh thông thường khoảng 30%. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị 15 loại thực phẩm tăng cường miễn dịch giúp phòng ngừa bệnh tật. 1. Trái cây có múi chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường miễn dịch. Trái cây có múi rất giàu vitamin C. Vitamin C được cho là làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, tăng miễn dịch. Đây là chìa khóa để chống lại nhiễm trùng. Hầu như tất cả các loại trái cây họ cam quýt đều chứa nhiều vitamin C. Các loại trái cây có múi phổ biến bao gồm bưởi, cam, quýt, chanh. Do cơ thể không sản xuất hoặc lưu trữ vitamin C, nhưng lại cần vitamin C hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, bổ sung các loại thực phẩm này để cung cấp đủ lượng vitamin C cho cơ thể. Khuyến nghị đối với hầu hết người lớn là 75mg cho phụ nữ, 90mg cho nam giới. Nếu chọn chất bổ sung, hãy tránh dùng nhiều hơn 2.000mg mỗi ngày. 2.
ớt chuông đỏ. Ớt chuông đỏ cũng là loại thực phẩm giàu vitamin C, thậm chí còn nhiều hơn cả các loại trái cây có múi. Chúng cũng là một nguồn cung cấp beta-carotene phong phú. Bên cạnh việc tăng cường hệ thống miễn dịch, vitamin C có thể giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Beta-carotene sẽ được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp giữ cho đôi mắt sáng và tốt cho làn da. 3. Bông cải xanh. Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể để xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Đó là nguồn cung cấp nhiều vitamin A, C và E, cũng như chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa khác. Bông cải xanh là một trong những loại rau lành mạnh nhất mà bạn có thể cho vào bàn ăn của mình. Khi chế biến cần giữ được nhiều nhất nguồn vitamin và khoáng chất này. Hấp là cách tốt nhất để giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn trong thực phẩm. 4. Tỏi. Tỏi được tìm thấy trong hầu hết các nền ẩm thực trên thế giới. Các nền văn minh ban đầu đã nhận ra giá trị của nó trong việc chống lại nhiễm trùng. Tỏi cũng có thể làm chậm quá trình xơ cứng của các động mạch và nhiều nghiên cứu cho thấy tỏi có tác dụng làm giảm huyết áp. Allicin, một hợp chất có trong tỏi giúp tăng cường miễn dịch. 5. Gừng. Gừng là một thành phần được nhiều người sử dụng sau khi ốm dậy. Gừng có thể giúp giảm viêm, giúp giảm đau họng và các bệnh viêm nhiễm. Gừng cũng có thể giúp giảm buồn nôn. Gừng cũng có thể giúp giảm đau mãn tính và thậm chí còn làm giảm cholesterol. 6. Cải bó xôi. Cải bó xôi hay rau bina không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và beta-carotene. Các chất này đều có thể làm tăng khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Tương tự như bông cải xanh, cải bó xôi tốt nhất khi nấu càng ít càng tốt để giữ lại chất dinh dưỡng có trong rau. 7. Sữa chua. Sữa chua cung cấp lợi khuẩn, làm tăng cường hệ thống miễn dịch giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Sữa chua cũng là một nguồn cung cấp vitamin D phong phú. Vitamin D giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và được cho là tăng cường khả năng phòng thủ tự nhiên của cơ thể trước tác nhân gây hại. Cố gắng ăn sữa chua không đường sẽ tốt hơn loại có hương vị và chứa nhiều đường. Thay vào đó, bạn có thể tự làm ngọt sữa chua bằng các loại trái cây tốt cho sức khỏe và một chút mật ong. 8. Hạnh nhân. Khi nói đến việc ngăn ngừa và chống lại cảm lạnh, vitamin E có xu hướng thay thế vitamin C. Tuy nhiên, chất chống oxy hóa mạnh mẽ này còn là chìa khóa cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin E tan trong chất béo. Điều này có nghĩa là phải có sự hiện diện của chất béo để vitamin E hấp thu đúng cách. Các loại hạt, chẳng hạn như hạnh nhân, chứa nhiều vitamin E cũng như chất béo lành mạnh. Người lớn chỉ cần khoảng 15mg vitamin E mỗi ngày. Một khẩu phần nửa cốc hạnh nhân, khoảng 46 hạt hạnh nhân nguyên vỏ, cung cấp gần như 100% lượng khuyến nghị hàng ngày. 9. Hạt hướng dương. Hạt hướng dương có đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm phốt pho, magie, vitamin B6 và vitamin E. Vitamin E rất quan trọng trong việc điều chỉnh và duy trì chức năng hệ thống miễn dịch. Các loại thực phẩm khác có lượng vitamin E cao bao gồm bơ, rau lá xanh đậm. Hạt hướng dương cũng rất giàu selen. Chỉ cần khoảng 30g hạt hướng dương có thể cung cấp đủ gần một nửa số khuyến nghị selen mà người lớn trung bình cần hàng ngày. Các nghiên cứu trên động vật đã xem xét tiềm năng của selen trong việc chống lại các bệnh nhiễm virus như H1N1. 10. Nghệ. Bạn có thể biết nghệ như một thành phần chính trong nhiều món cà ri. Loại gia vị có màu vàng tươi, vị đắng này cũng đã được sử dụng trong nhiều năm như một chất chống viêm, trong điều trị cả viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp. Các nghiên cứu cho thấy rằng nồng độ cao của chất curcumin mang lại màu sắc đặc biệt của nghệ, có thể giúp giảm tổn thương cơ do tập thể dục. Curcumin hứa hẹn như một chất tăng cường miễn dịch dựa trên những phát hiện từ các nghiên cứu trên động vật và một chất kháng virus. 11. Trà xanh. Cả trà xanh và trà đen đều chứa nhiều flavonoid. Đáng chú ý là epigallocarbogalate, EGCG, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ.
EGCG đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch. Trà xanh nhiều EGCG hơn trà đen do quá trình lên men của trà đen sẽ phá hủy rất nhiều EGCG. Trà xanh cũng là một nguồn cung cấp axit amin L-theanine tốt. L-theanine có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong tế bào T của cơ thể. 12. Đu đủ. Đu đủ là một loại trái cây khác chứa nhiều vitamin C. Đu đủ cũng có một loại enzyme tiêu hóa gọi là papain có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, đu đủ còn có một lượng lớn kali, magie và folate. Tất cả đều có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn. 13. Kiwi. Giống như đu đủ, kiwi tự nhiên chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm folate, kali, vitamin K và vitamin C. Các chất dinh dưỡng này giúp cho hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường. 14. Thịt gia cầm. Khi bạn bị ốm và ăn súp gà, nó không chỉ là tác dụng giả dược giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Súp có thể giúp giảm viêm, cải thiện các triệu chứng của cảm lạnh. Thịt gia cầm, chẳng hạn như thịt gà và gà tây có nhiều vitamin B6. Vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong nhiều phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể. Nó cũng rất quan trọng đối với sự hình thành của các tế bào hồng cầu mới và khỏe mạnh. Nước cốt gà hoặc nước hầm xương gà có chứa gelatin, chondroitin và các chất dinh dưỡng khác giúp chữa lành đường ruột và miễn dịch. 15. Động vật có vỏ. Động vật có vỏ như hàu chứa rất nhiều kẽm. Kẽm không được chú ý nhiều như các loại vitamin và khoáng chất khác, nhưng cơ thể chúng ta cần nó để các tế bào miễn dịch hoạt động tốt. Các loại động vật có vỏ chứa nhiều kẽm bao gồm hàu, cua, tôm, trai. Khuyến nghị hàng ngày về kẽm trong chế độ ăn uống là 11mg cho nam giới trưởng thành và 8mg cho hầu hết phụ nữ trưởng thành. Quá nhiều kẽm cũng sẽ gây hại, như ức chế chức năng hệ thống miễn dịch.